Tôi gặp hai người mà tôi rất bội phục. Hai người đó đúng là nắm được cách bổ sung thiện căn và phước đức. Chính là mỗi ngày nghe kinh 10 giờ, một năm 360 ngày, chẳng bỏ sót một buổi nào. Thật ra nếu không có chuyện gì, không có cách nào khác, họ không ngủ cũng đã nghe 4 giờ đồng hồ. Nghe 4 giờ là trong tình huống bất khả dĩ, bình thường là 10 giờ. Họ thật sự có trí huệ, thật sự nghe lời. Tổ sư đại đức dạy chúng ta thâm nhập một môn, huân tu dài lâu. Họ đã nắm được nên nghe kinh, liền nghe một bộ kinh. Nghe một bộ kinh thì họ cũng không nghe rất nhiều tập. Nghe rất nhiều tập thì sao? Chẳng nhớ được nội dung. Mỗi ngày nghe 10 giờ đồng hồ, có thể ghi nhớ hay không? Không có trí nhớ và sức lý giải mạnh như vậy, họ còn gặp khó khăn. Do đó, họ dùng phương pháp rất xảo diệu. Mỗi ngày họ chỉ nghe đĩa ghi âm lời giảng trong một tiếng đồng hồ. Mỗi đĩa CD là một giờ. Họ nghe đĩa thu âm một giờ, giảng ấy là 10 lần. Họ nghe giảng 10 giờ đồng hồ là nghe theo kiểu ấy. Một giờ giảng được, nghe lặp đi lặp lại là 10 lần. Họ nhớ được, nghe hiểu. Mỗi ngày nghe một đĩa, cứ mỗi đĩa là một giờ, làm theo cách ấy. Ngày hôm sau mới nghe đĩa thứ hai. Nghe xong một bộ kinh liền nghe lại từ đầu. Nghe bao lâu? Nghe suốt 10 năm. Thưa các vị, do 10 năm ấy họ đắc niệm Phật Tam Muội. Đắc niệm Phật Tam Muội là định, khai trí huệ. Trí huệ đã khai thì kinh chưa từng học, người ấy chẳng cần phải học. Giống như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, các vị đọc cho người ấy nghe, người ấy bèn hiểu và cũng có thể giảng cho các vị nghe. Đó là gì? Một kinh thông hết thảy các kinh thông. Con người chớ nên làm nhiều. Làm nhiều thì đúng là tham nhiều nhai không hết, sai mất rồi. Con người chớ nên làm bậc thông gia, ta thứ gì cũng đều hiểu, cũng sai rồi. Thật ra các vị chẳng hiểu thứ gì. Các vị thật sự có thể chuyên rộng, thông suốt một bộ kinh, sẽ bất tri bất giác trở thành bậc đại thông gia. Thứ gì cũng đều hiểu. Do vậy một kinh thông hết thảy các kinh đều thông. 10 năm ai nấy đều có thể làm được, vấn đề là các vị có chịu làm hay không mà thôi. Trích lục từ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 234.